Chuyên đề quê hương mến yêu xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, không chỉ hấp dẫn bởi núi cao rừng thẳm, miền Trung Việt Nam còn quyến rũ du khách với những bãi biển dài thơ mộng. Trong những ngày đến với miền Trung, chúng tôi cũng đã có dịp ghi lại một vài hình ảnh của những bãi biển xinh đẹp ấy. Mời quý vị cùng theo dõi. Không quá lời để người ta có thể nói rằng duyên hải miền Trung Việt Nam là quê hương của rất nhiều bãi biển đẹp nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhận định này không phải xuất phát từ cái nhìn chủ quan của người miền Trung hay trong sự cảm nhận từ tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam, mà nó được bạn bè quốc tế công nhận khi có dịp đến với đất nước của chúng ta. Với làn nước trong xanh và những bờ cát dài như vô tận, biển miền Trung như còn đẹp hơn khi nằm nép mình bên dưới những dãy núi điệp trùng và các cánh rừng xanh thẳm. Tất cả đã tạo nên một ấn tượng khó phai cho du khách, dù đó là lần đầu tiên đến với những nơi này. Trình của ký sự này, bãi biển Mỹ Khê là điểm đến đầu tiên khi chúng tôi có mặt ở thành phố Đà Nẵng, nơi có những vẻ đẹp của thiên nhiên cộng lẫn với bàn tay tạo dựng của con người. Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn bãi biển này là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh vì đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như thuận tiện về giao thông, bãi biển mở miễn phí cho tất cả du khách, bãi biển có bờ cát dài và phẳng, ánh nắng và mức sống phù hợp cho việc chơi các môn thể thao, có khả năng đảm bảo an toàn cho du khách, có các khu nghỉ dưỡng hạng sang, các biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tờ Sunday Herald của Australia cũng nhận xét bãi biển Mỹ Khê cũng là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất thế giới. Vì không có điều kiện đến với những bãi biển khác trên thế giới nên chúng tôi không có sự so sánh nào. Tuy nhiên, điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi thì Mỹ Khê là một bãi tắm rất sạch. Ngoài làn nước trong xanh, biển Mỹ Khê còn tạo ấn tượng đẹp với bãi cát dài hơn 900 mét, nhưng không có bất kỳ một loại rác thải nào. Điều này càng làm cho du khách càng thêm thích thú và thực sự an tâm khi bơi lội trong làn nước biển hay tìm những phút giây thư giãn khi vùi mình trong bãi cát êm đềm. Sóng biển ôn hòa, nước ấm quanh năm. Mỹ Khê là một bãi tắm quanh năm dành cho du khách. Khoảng 10 km thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và gần đèo Hải Vân. Biển Lăng Cô thơ mộng với những cồn cát trắng, nước biển trong xanh qua cái màu xanh của núi, của rừng. Vịnh biển này cũng đã được bầu chọn là thành viên thứ 30 của câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009. Thời điểm chúng tôi đến đây là một ngày thời tiết xấu nên biển Lăng Cô vắng lặng.
Tuy nhiên sự im ắng này càng làm cho Lăng Cô có một nét đẹp riêng. Nét đẹp của sự quan giả và gần gũi với thiên nhiên. Có lẽ vì vậy mà người ta đã ví Lăng Cô như một lời chào e ấp khi du khách bắt đầu đặt chân đến xứ Huế mộng mơ. Đến Lăng Cô vào mùa nào cũng sẽ có những điều hấp dẫn riêng. Mùa hè, Lăng Cô sẽ ngập tràn ánh nắng. Tuy nhiên, màu xanh của biển sẽ xua tan cái nóng của miền Trung. Vì bởi cho dù miền Trung vào những ngày nóng nhất, thì khí hậu Lăng Cô vẫn ở mức ôn hòa. Và người ta sẽ đến Lăng Cô như để được về với đất trời mây nước. Thưa quý vị, với 6 bãi biển đẹp nhất nằm dọc eo biển miền Trung, chắc hẳn sẽ mang đến cho du khách nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, do giới hạn thời lượng của chương trình nên chúng tôi không thể mang đến cho quý vị hết được những điều thú vị ấy. Vì vậy, biển miền Trung vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Chuyên đề quê hương mến yêu kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.